Dạ, mình đưa vô. Cái gì vậy? Cái gì? Đưa giọt vô, đưa giọt vô chút. Ô, cái gì? Chê, chê. Nhà. Chào cả nhà, cả nhà. Thầy làm buổi chiều nữa cả nhà ơi. Mình à, mình xin chào cô chú, quý anh chị và tất cả các bạn. Chiều hôm nay mình với cha dừng ốc với chú Út đi ra ngoài cồn để mình thả mấy cái câu chai á, với dân vài tơ lứ, rồi tối mình đi thăm, rồi cái sáng mình thăm cái nữa. Nếu mà tối hên á có cá thì mình nấu cháo ăn buổi tối, còn không hên á thì ở nhà mình còn bắt ốc ăn, còn đang biết mình bắt gì ăn. Cháo trắng khô quẹt. Đây là cái những cái thùng phi mình kết lên đây mình làm cái tàu á. Cái tàu đang mình lôi mình phân ra ngoài bè ngoài á. Nổ máy. Đó có cái đống trà cả nha. Đây cái mấy cái đây là cái cộng dây điện để mình kéo ra ngoài bè để mình sử dụng á. Phía trước mình đó có mấy anh em đang chuẩn bị con tôm á. Chỗ cái bè đó đang lông á. Xuất phát. Mời làm cơm cả nhà ơi. Ngoài kia nhà hên mình có cái trại của ông cậu. Có gì đó tới vô đây mình coi mấy anh này câu tôm nha ha Dương Út. Đó, ở đây có mấy anh đã chuẩn bị câu tôm đó. Trời cũng sắp lặn xuống luôn cả nhà. Đó. Nhìn mặt trời nhìn xuống nó gần xuống mặt nước nhìn đẹp quá chú. Phất phất mấy cái bóng nhà nó đẹp gì đâu. Cá mình nuôi dưới cái đít bè này á. Trên chỗ đó là có cái nhà máy để xây lúa với xây xong rồi xây ra gạo luôn. Đây có cái trà gào, cái này gọi là cái trà gào thì nó thưa hơn cái giớn của mình dữ lắm, cái lú nó bự dữ lắm. Đúng vào kênh luôn. Đó bời luôn. Đây cái chạy của cậu mình nè. Quá dữ. Mình nãy giờ mình cũng đi đào trùng như tóm câu xong à. Bà mình đang xuống như dò lại mình thấy mấy ta lứ lên thì mình móc mồi vô phao xong là mình đi vừa bỏ phao xong cái đầu mình đảo và mình văng lứ luôn là kết thúc luôn cả nhà. Tối mình đi thăm. Để chút mắc đảo là lấy lứ nữa thì nó lâu quá, mất thời gian. Tổng cộng nhiêu phao rồi Dương Út? Mười mấy gần 20 phao cả nha, như 18 19 phao. Tự tính thôi. Để chú Út mở hàng cả nhà ơi. Chú Út loại ra đó bỏ phao ngay chân chỗ lỗ rồi đó. Thấy chỗ đó quá im mà. Cái phao mình nhỏ quá sợ dính cá bự lôi lúc cái phao không chú? Dạ. Chắc không lúc đâu chú ơi. Giả gì con cá nào bự lôi lúc cái phao cái chai dữ. Rồi, bỏ cái phao đầu tiên. À, mặt trời vẫn này cũng sướng luôn nè. Lúc rồi mình ơi. Dạ. Lúc quá. Chắc không đâu chú ơi, dễ gì. Phao mình bự lắm. Dính kìa. dính kìa. Đây chó xanh. Thả một chai nghe, thả chai bự nè. Sáng là con lụm hàng khủng á nha. Trong lỗ đó cả nhà. Đó. Thấy cái lỗ có bụi không? Im lắm à. Mà dính cả chim khủng lầu à. Tối nay mình đi thăm nó lại giật phao là đã lắm à. Đó, im hang. Chỗ này là đúng bài luôn á. Tối cái con cá thường thường á, nó vào mé nó kiếm mồi nó ăn đó cả nhà. Mình để cặp mé vậy là lụm. Tại đây ha. Ngoài đây chắc cá chê khủng không quá. Quá cái về lục bình. Rồi, giò mát với gầu chai, mà kia có gầu chai nữa. Ông ơi,
con thả đúng chai bụt đó, tối nay là con lụm con bự á. Lụm con bự hả? Chim bự bự mới chịu nha. Thôi chiếc ghe độc nè cả nhà, ghe độc đang chạy. Dừng ốc thả này em cần cả nhà. Anh chăng cái bến. Bến xuồng vô ga. Đây có cái hầm cá nè, vô ga đang vận chuyển thức ăn nữa. Giờ tối luôn cả nhà ơi. Nguyên dãy bè bắt đầu giờ lên đèn cả nhà, nhìn thấy sáng đẹp không? Còn giăng tay lưới nữa rồi để cho thanh giăng. Nhưng mà tay lưới này mình giăng ngược ngăn kiểu mới rồi cả nhà. Giăng trên bờ. Giăng trên bờ. Do giấc này nước rồng á, thì nó cạn nè. Giờ mình giăng thí trên bờ như thế này luôn, chờ cho nước lớn rồi cá nó lên nó đẻ vậy đó. Hy vọng là mơ có dính đó. Nước rồng giờ giật xuống gì nè. Hẹn nha cả nhà, tối nay mình đi thăm câu phao, sáng mơ mới cuốn lưới cả nhà. Tại vì lưới mời thăm mới được, tối nay là thua, nước chưa lớn. Giấc này cũng 8 giờ ngoài cả nhà. Giờ mà chú cháu chuẩn bị đi thăm câu. Nguyên dãy đèn là đèn ở ngoài bè của mình bắt đó. Sáng chưa? Nằm ơi. Nằm câu chút nha. Mình mệt ngủ cả nhà. Còn ngủ quá mà. Ê mệt. Rửa mặt đi. Người có cái gì không? Điện gì nó cháo ăn cái bạn. Rửa mặt coi. Để chứ có gì đâu. Mượn cái giạc của cậu Út. Mình đi mà cũng quên đem đồ nghề. Chào nhà đi thăm câu cả nhà. Con chào mình nè. Rửa mặt không cha? Thôi đi luôn đi. Ở gặp thì đi luôn đi con ơi. Rồi để giờ con lấy cái nón. Xuất phát rồi. Mở hàng cái này coi, cái này chịu không đâu, ở đâu rồi chứ? Chốt. Chịu ở đây cái mà. Đâu xuống coi thân có dính không? Con thấy không có thấy cái phao nè. Có đem vợ theo sẵn không Út? Cái này có chú Út thả coi nè. Ra coi có con chim bự bự không Út? Chú Út thả mà không nhớ luôn cả nhà ơi. Dính không? Dính không? Còn mồi không chú? Còn mồi không? Hả? Hết rồi em lên luôn luôn chốt luôn. Hết mồi luôn nhớ rồi. Chứ con thấy là không nhớ. Cái này của Bảo Thanh nha. Tức công chuyện. Đó, có cái chai đó nữa. Hết mồi đem về luôn cả nhà. Dính hả? Wow, có cục phi. Một con. Con kiếm về con nấu cháo ơi. Bự không con? Bự, bự, bự. Một con cục phi bự. Tụi là có bao. Thôi bá luôn. Cả nhà ơi. Ừ. Ủa, vậy cũng được rồi. Vô không em cầm cho cái bao mình đâu hả cha? Cái bao nãy mình đựng câu của mình luôn, mình gom lên gom về luôn hay sao Dương Út? Dạ luôn. Lúc chai coi xem gu quá không Út. Lên tim hả? Cua. Cái giá gà mà Dương đó. Ồ, ồ cái gì? Cá cha. Cá cha cả nhà ơi. Ồ nó muốn chết luôn rồi Dương Út ơi. Chết. Còn sống mà. Ừ, còn. Nó còn chết Út. À đem cha về luôn Út ơi. Hên quá, hai con liên tiếp. Nói chịu giờ mà nó sự chứ đại. Quấn vô. Dạ.
nuốt luôn cái gì. Còn cái mép mà da gà mà dương chích ấy dạ. Qua dính dương không mày khó vậy. Thôi nãy mình lấy cái kìm thôi mình gỡ. Đừng khó gỡ quá. Vô nhà bà báo Thanh lấy kìm á. Cái da cũng úp à. Từ từ. Nằm ở đâu nữa rồi. Có ca nấu cháo rồi. Hai con này cũng được nồi cháo quá. Quay về. Mình không lấy cái bao thì mình đựng ấy luôn. Gần tí không có. Này cái không tới quá. Không lý. Kéo đi Út ơi, chỉ tôi Út ơi. Dễ nặng rồi đó nha, hai con có lý rồi. Dạ. Hai cái bộ gì đó dẹp ra Mai Dương. Hai trồng chuối. Giấc này ai nướng cái gì mà thơm dữ hả? Phải không? Phải không? Tại vì hết mồi mà mình không có chổi nè. Đây có đạt không? Hết luôn, hết pin luôn hả cha? Ủa chiều con nhớ nữa Dương Út đặt đâu trong đây cái gì mà. Còn có cái đây nha. Cái con nằm đây nha. Dương Út là con nhớ. Rồi. Ui. Con gì ăn cái mồi của mình á. Dính gì ạ? Ồ Bảo Thành dính cá rô. Ấy dạ. Cá rô. Trên đường đi con đã đứt đôi hài. Đứt đôi hài luôn hả? Đôi dép luôn hả? Còn sống không? Còn sống. Còn im im. Gô mài. Gô mài luôn. À chân đây. Dạ ca. Đó dạ luôn đi. Cái ngoài cầu. Bỏ đâu. Rồi, chim gô phải có là lúc lúc phao rồi. Hết luôn. Sao con cá gì mà nó ghĩa hết mọi chân trùng mình móc kỹ lắm. Móc quặn tròn luôn mà giờ cậu tí. Đây coi đám đám nghệ. Sao chốt? Dính không? Không. Chốt vẫn không dính. Tiếp tục coi nha. Thành thầm. Dính không? Không dính rồi. Chật quật nữa. Đây người ta xịt cỏ gì hay cho cỏ chết cỏ chết chỗ nào Út gì chứ. Thì đó đó chốt rồi, ngay gần cái đèn con á. Đây nè. Đây nè. Rồi. Rồi nghĩ câu không. Dưỡng này không chết rồi. Đây có cái lạp tôm bà con mình đang đặt đó nha. Đó. Nước gồng xuyên giật xuống á, nó làm nó hỏng lên gì. Chờ nước lớn lên thì tôm mới vô được. Này có cái hầm cá đèn sáng giới. Bao nhiêu mình cũng được nồi cháo rồi. Ba con Phi, con cha, con cô Động. Ngon lắm.
đến chỗ mồi lại mà con gì nó ăn quá. Đó, gì ăn dính nó vậy? Ồ, dính cái cây tưởng nó dở lên. Sao không? Chết nữa. Đằng cuối rồi cả nhà. Đây trai. Cuối, con thấy không trọng đích rồi. Cái chai nó trọng trọng rồi. Nó gì nặng nặng chứ, hiểu. Ồ, cái đó còn màu kìa. Đây trai. Cầm giùm con đó. Cuối ơi. Cuối. Không thấy giật giật rồi, coi nó có quắn chứ. Còn mồi nguyên luôn. Bỏ luôn cái. Ừ, tháo mồi luôn đi con. Ủa chiều mình phát lỗ này hay vậy? Theo dáng này có lỗ bự quá nè. Phát đặt cái gì vậy Dương Úc? Chút đi mày bánh. Ủa con nhớ bên kia toàn nữa mà. Tiếp tục cả nhà. Như cái chốt nó còn cái nè. Ây da. Con dế nó kêu. Hồi lúc trước á, mấy tháng này á là mình lên ngoại chơi là mấy tháng này ra. Dạ. Cái gì? Đâu đâu đâu, con có đến con. Có cái vỏ coi, cái vỏ coi. Dục phao à. Cái vỏ coi có cái gì á? Cái gì? Cái gì cái ơi, cuối cùng à. Cái gì Út? Ê, nó có cái gì bị dữ lắm. Cái gì? Ê mẹ à. À, mẹ. Có giọt mình đưa vô à. Cái gì vậy? Cái gì? Đưa giọt vô. Cái gì? Ôi cả nhà ơi. Vô mạnh, cái chê khủng quá. Đó à. Bành thi luôn ơi. Quá im, cái cuối cùng quá im. Vậy là cái nồi trắng không dưới chứ trời. Tôi cầm câu không có, tôi câu không có, cừ tôi. Bây giờ chú hơi lại. Quề hả Năm? Quề. Đổ ra tha, mình gỡ nó ra luôn vậy chú. Để cẩn thận nốt. Ôi, nó móc kìa. Có nay mình ngon lành. Có nay mình không thể đói rồi. Cá chê này út quá. Bành kỳ luôn. Cá chê này sao giống chữ út quá. Cô chừng cái ngành đó nghe chú. Nè, ê. Sao mà hồi nãy mình không để cho cái giọt đó. Cái này cá chê. Chê trắng hay chê dừa cho? Hay chê phi? Chê phi. Chê này chê lai rồi. Chê lai rồi. Ồ, ký gửi quá. Rồi đó. Ê. Ôi. Quá đạo, quá đạo. Rồi bỏ chơi vô. Hình quá, cái cuối luôn. Cái cuối luôn. Vậy là nặng quá ta. Nặng chứ. Hết buồn ngủ chưa? Chút về mình cho cả nhà xem thành quả lại nha. Tao không dính cá là bữa nay buồn ngủ thiệt luôn. Mình lỗ tiền xăng. Rồi lúc nhỏ mình lên trên ngoại á, vào những cái tháng này là nước ở trên cái những cái miếng đất cồn này nè là nó ngang lưng quần của mình á, có thể là cao hơn luôn nữa phải không cha? Ừ. Còn nhớ này, mà cái giờ này hết mồi nha cả nhà, không có chổi là được, thôi mình câu về luôn. Ngày mai mình còn thăm bá lưới. Con nhớ mà năm mà trồng mía không mà của ngoại tôi đây gì nè. Mà mía nó ngọt ác luôn không? Ừ. Mà nó hôi nước quá Dương ơi, Dương Úc ơi. Nó thơm nước chứ thôi. Do cây lúc trước á mình trồng mía số lượng nhiều lắm, trên cồn là con thấy như trồng mía muốn giáp luôn cha. Ừ. Rồi cái mình bán á, chỉ bán lẻ ăn không à. Rồi số lượng nhiều quá bán đâu có kịp, càng ngày nước thì càng lên kiết, từ từ cái ngập, muốn ngập luôn cái mía luôn. Ờ, ngon con mày đó, chú biết sao không chú? Gấp con mía ha, nó trồng nước dữ lắm. Rồi bắt đầu nha, phải mà đi ấy đâu, chặt đã rồi ha, rồi bắt đầu bó lại rồi chở đi, chở lên tới Bắc Đai ta đang thu cho anh bán á Út ơi. Nhiều được cả nhà ơi.
Đó. 4 con. Cháu Ngọc dưới à. 4 con. Cháu này tới công chuyện luôn rồi. Trời ơi, cá trê này chắc ký dữ quá. Hết hồn cá trê ta. Hả? Con cá gô nữa. Cá gô cũng mập lù nè. Lù luôn. Tới công chuyện nữa rồi. Thôi Út bây giờ nấu cháo đi. Nấu hết luôn hay gì chú Út? Hả? Hết sao? Nấu hết luôn. Có gì sáng mình ăn hả? Rồi. Nấu nhiều nhiều sáng ăn luôn sao? Rồi. Quá dữ luôn. Lắm. Nội con cá chê không, nồi cháo muốn đủ rồi đó. Đủ luôn á. Không mấy bây giờ mình nấu con cá chê. Không, mình nấu con cá chê không à. Cá chê sao rộng được không? À, cá này là rộng không được rồi. Cá chê, cá cha. Cá rô phi, cá đồng rồi. Rồi, xảy ra, nấu hết luôn. Rồi, mặn hai con à. Đỡ rồi, nấu hết nữa. Nấu hết hả? Hết ăn cho thấm tình đồng cơ. Rồi, hết luôn. Quyết định gì đâu. Quyết định luôn. Lắm. Rồi, sáng gỗ. Nghe nha, giờ tới giai đoạn bắt đầu mình thái cá ra. Bật nó cháo lên rồi. Giờ mình thì lọc tỏi, hành, giớt. Mình chuẩn bị mình khử với mình ớp cá. Mang dế nó kêu nghe. Nghe muốn nhứt cái lỗ tai. Sáng thăm lưới chứ con nghĩ chắc cá chết hết quá chú. Dạ chừng. Tại vì gì mình tối mình không thăm với lại cái lưới mình nó chìm nữa. Tại cái lưới đó lội dưới hầm văn đó nha, mà ban đêm nó lội xuống thăm nguy hiểm lắm. Cho nên thôi để sáng rồi thăm luôn. Lạnh nữa. Cháo cũng nhờ rồi, mình nhặt để xuống. Mình bắt cái chảo lên, mình thử cá. À, cá mình. Đó. Gỗ luôn. Đang chịu rồi dưỡng ngủ mới được cái phim mới được chứ. Cái nhảy kìa ông Út ơi, còn cục kìa. Rồi cái phần cá này đáng lẽ mình ốp trước rồi mình mới để lên mình thử nó, nhưng mà giờ tối rồi, nãy giờ mình quên đó, thôi giờ mình để lên mình thử rồi, bắt đầu để đường mực ngọt sao luôn. Đây à, cái đó à, mình thử trên này đi, hồi nó cũng vô nồi cháo phải chú. Ờ, mình thử cái này chứ nó không có chạy đâu không. Đâu chạy đâu khỏi hả? Thử ba mình nhỏ nè, tối lụp chụp quên cả nhà ơi, coi gì sai sót cả nhà thông cảm ha. À, giờ mình để đường một ngọt vô. Cá chất ngọt. Và cái rau mát hình như cái hầm này bộ trứng nước nó hơi nhiều quá, vì rau mát nó chịu ăn luôn, còn nổi với thinh. Cái trứng nước là cái trong nước nó xanh ra cả nhà, nhưng mà cái nước nó phải có chất đạm cao, có nghĩa là cái lấy từ cái nguồn nước bên cái hầm cá mà người ta nuôi á, rồi mình mới để vô cái hầm của mình đây nè, rồi nó có cái chất đạm á, chất thải của cái con cá cha đó là tự động nó sẽ tạo ra cái con trứng nước. Còn hiện tại giờ thì mình không có kéo trứng nước á, mình không có xả nước bên hầm bên kia qua này, chỉ nước tự nhiên ngoài sông vô ra thôi, tại do dịch bệnh á mình không có kéo trứng nước được. Đi vô cả nhà ơi. Đó, như là mình ướp rồi đó cả nhà. Hấp dẫn quá nè. Cái này thấm còn hơn đó. Ướp dưới nữa cả nhà. Thì tối rồi nhà thông cảm giùm. Chụp chụp. Sóc chảo không? Sợ bấy. Cá cũng bị gió ngon luôn. Cá này nó dài lắm. Quá ngon rồi. Nguyên chảo luôn Út à. Thịt đây. Biệt ngon mà thịt. Cháo chắc nó ít hơn cái cá rồi.
bắp chưa có lớn, thôi bắp lớn cái mình hấp, mình nấu gì đó. Cục lớn đủ đủ ngày làm hết trơn. Nướng ăn trong đêm khuya. Nướng chè bắp, cháo bắp. Đủ. Cá của mình cũng xào nó cũng săn rồi đó. Giờ mình bắt mà cháo lại để hai cái đầu con cá vào trước. Con đầu nó bự quá, nó lâu chín đó. Chút mình để thịt vô sao. Ui. Quá khứ cá. Để cá vô mà cháo. Này, chúng mình để thêm hành nhiều vô cái nó là được rồi. Chắc nó ngọt lắm chú Út rồi. Chút nữa phải có cái bông, phải có bông bí. Thì con điện, con điện về về nhà. Ba đầu để trước chín rồi đó. Rồi, cá nhiều hơn đây, hơn cháo rồi. Nước vừa luôn á mình. Dạ. Cháo mình nước vừa luôn rồi đó. Lộng rồi sôi lên cho chín cá cái đây hành nè nhà. Hành tiêu vô lộn. Quá ít. Hành tiêu không bơi. Nó để mình ăn dắt đi. Đây đầy nhóc rồi đó. Dắt hết rồi. Wow. Rồi bớt năm rồi. Ôi, thật vậy. Thật dung. Sao mà dòm thấy cá không hả? Con Út Minh nó không có ra tham gia được cả nhà. Do ở trong nhà có mấy đứa em còn nhỏ với lại bà dì mới chích tiêm vaccine đó, ở nhà không có ra đây được. Cá không muốn sợ cái trường hợp như đặc biệt á, không có ra. Tại vì tôi ở đây có tiêm chàng hả? Nóng quá, nóng quá nghiêm không dọn nữa. Làm vậy ly không chú? Làm vậy. Thì giờ này cũng cháo đã chín rồi cả nhà ơi. Mời cả nhà dùng cháo đêm với anh em chú cháu. Rồi cả nhà, mình dùng cháo. Anh chơi. Tối nay mình ngủ đây rồi mình cũng quên xin phép chút xíu quá ra. Lấy đi đâu ơi. Quên. Cháu Thanh con lên con lấy chai rượu với cái ly giùm chú. Quên anh nè, quên anh nha nhà. Đêm nay cũng ở ngoài cồn đó, giáp này là cũng ngồi trên chiếc thuyền rồi ngồi nấu cháo ăn sẵn đây giấy đất đai đây đây chính dám cho anh em tôi làm cái gì bắt cái nấy phải không Út? Mình câu cá dính cá, mình đậm câu cũng có cá ăn rồi phải không? Mình nấu được nồi cháo này. Ok thôi vậy là mời cả nhà cùng dùng cháo cả nhà ơi. Dùng cháo đi Út ơi. Để tiêu anh Năm ơi. Để tiêu hả? Để tiêu cho ngọt lấy hành cho thơm. Ừ. Để mở một lớp. Nghe chứ. Năm để tiêu chưa? Vô Năm ơi. Rồi. Mời cả nhà ăn cháo nè. Cháo khuya. Con lấy rồi. Mời cả nhà. Con lấy. Má im không sao con. Rồi cũng giờ lì giải nghệ cả nhà ơi. Rồi tại vì đi đồng lạ ngủ cho nó có vụ tụi mình ngủ dễ ngủ cho đừng mời cả nhà nha, nhớ mơ tưởng cái gì hết đây cũng không quá mơ tưởng gì không nhìn nằm bao gặp cái gì không mặn mỹ gì chú tính là đêm nay ngủ phà này hả sao ngủ phà anh Năm ơi không có mũi á có mũi đó nó cắn Út á đêm nay giờ anh đâu giờ cái này giá thì uống cái mảnh đất này nữa đi rồi Út uống với ở đây nữa đi rồi mảnh đất á nhá quá đâu Năm ơi mời cả nhà cho anh ngừng đi. Cá chê nó cháo ngon quá cả nhà ơi. Hôm qua cả nhà ơi,
Thằng cháu nó nóng vậy nó mới ngon anh em à. Ừ. Nóng lắm hả chú? Con cầm cái chén không được luôn. Hồi nãy còn gần không, mình quên sắt bỏ vô ha. Rồi quên rồi. Không được. Cái cha để gần không được ha Dương không? Không được. Không được. Ngộ gì? Ừ, để vô kỳ. Thường thường con nhớ con cá ấy mới bị mà, con cá sát mới bị mà. Không, con cha không. Nào con ngon con. Nóng quá. Ngon mà nóng không. Quá. Nóng quá. Chạy à. Rồi cháo bữa nay chất lượng lắm con ơi, cá quá trời luôn. Quá cá. Mình chấm nước mắm trong nè. Dễ kêu. Bát chơi mình mập luôn cho mình. Dạ. Mình thử biết lâu mà thêm cháo nữa. Vì mình cháo khỏe. Trong hầm này chắc không có cá lóc chứ chú Út à. Nãy giờ mình ngồi không nghe con cá lóc nào táp cũng mỏng. Phải có là nghe táp rồi. Ở dưới sông cũng không có luôn. Đâu có không? Cá chê. Cá dầu hả? Chứ nãy mình đi mà cặp cao mà. Mình cấm đó con thấy không, con đâu có nghe cá mà không táp đâu, không nghe cá lóc hên như được mấy con. Ừ. Nghĩ cá lóc chắc nó thường thường nó ở trong đề rồi nhiều, trong đất ruộng á cha, chứ không phải ở ngoài sông lớn. Rồi sông lớn cá lóc cá xịt, sông lớn cá chê, nước cá chép. Ừ. Cá cha, cá chim, cá chim. Thì, xong rồi mà cá trắng nhiều. Đây nó hơi ngút. Ờ, cái bụng này. Bụng như nó nóng bọc tử. Nói gì cho chú, mình làm cái gì mà có được như nồi cháo. Em nấu cái vật này bởi vì nó ngon một cái. Bởi vì bạn là thêm bữa nay là mà chú ngoài em Út đó, mình nó cũng có trồng hành, rồi mình cũng có hành thêm nhóc. Được nó. Ừ. Hành lấy nhóc á. Cái cà chua chú còn 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 nhóc. Để chưa mình điện cho cá ăn luôn. Nuôi cá luôn. Ừ. Mời cả nhà dùng cháo nha. Ồ, cháo ngon quá. Đi xung quanh ở đây cả nhà ơi, rồi là nuôi cá cha xong rồi còn này thì nó cũng lên hầm cũng nhiều lắm. Rồi em Út tính á là múc cái hầm này lên đặng ấn xuống nước, nhưng mà mấy tháng nay rồi dịch bệnh là thành ra em nó không có kéo xuống nước bán. Rồi bắt đầu ở trong hầm mà sao đá quá trời nhiều luôn. Quá ngon chút ơi. Chứ nó kéo sao thực tế là không có. Không có nuôi. Con không thể nào thiếu rượu phải không? Dạ. Con ngon không thể nào thiếu nữa đi rượu ăn. Cả nhà miếng cá chê. Chê. Cá chê xong cái ngon rồi. Biểu quá biểu. Cái da nó dài chút thôi. Tiến luôn mấy. Thấy không? Chú còn ngồi có cái thế. Ừ. Cái chai rượu á để chịu vô cái ấy đó. Ừ. Sợ nó lật đó. Ừ. Lắm Út. Ừ. Nãy Út gái gò con cũng phải gái, tại tối nay con xin phép con ngủ ở đây. Dạ. Ờ vậy đi. Mình lại thường thường á mình đi đến những địa điểm lạ, không phải ở quê của mình á. Tốt nhất mình đi tới đó mình ngủ gì đó mà cũng giấy nữa ly rượu để xin phép ngủ là một đêm thôi. Anh Năm, ông thấy cháu thì cái phần mình dùng đêm nay á cả nhà là vào trường hợp mà nếu mà còn dư á trong nồi đó mình để sáng để mình tiến hành đi công tác nữa, mình điểm tâm ở trong đầu mình điểm tâm cháu cá đi sáng là lúc. Ngồi chén gì đó anh Năm. Ừ. Nay mình
bắt đầu phải dưỡng bụng rồi chứ ở đây đâu có gì đâu bạn, phải không? Mắc đi qua tới bển. Đúng rồi, đi thăm lấy tiếp. Mà Út nói xăm lưới tôi chịu, chứ Út nói đi công tác tôi nghe ớn quá. Ôi nó nóng rồi. Nóng miên rồi. Nóng quá. Giờ mình dùng cháo cũng rồi cả nhà ơi. Giờ vô chuẩn bị chạy chiếu rồi mình dặn mùng rồi mình ngủ. À, thằng bắp của cậu của mình. Cái lá này như nó bị bệnh, không biết nó bị bệnh gì nè. Nó bị cha bạc lá hay trắng. Lạnh hả chú? Thì cái đồ kia còn dư lại á. Cháo cũng dư lại mình để đi, có gì sáng mình xuống mình hâm mình ăn lại luôn. Nhưng mình không có xách lên trên. Chén cũng vậy luôn. Cái này là chiều nào đây? Giống hề thanh nam ngủ giống hả? Đưa nóc trên trời. Giống hề thanh nam đưa nóc trên trời đi. Có cửa không? Có. Mùng cửa hả? Mùng cửa hả? Vậy là bên đó kiếm cộng dê. Hả? Dây này dài nè. Dây này dài nè. Dây nào dài mình cắt ra làm đói. Nếu mà nó cao không ta? Kia con ơi. Ủa, giống như cây giá. Ủa? Ủa cái mùng này nó bự dữ lắm rồi, nghe Dương Út. Đủ không á? Con đi đâu đó hả? Đi ra ngoài. Hôm nay đúng nè. Đúng rồi. Tôi ở trong này. Trong dây nãy giờ đang ngầm. Tối vô ngủ đừng đánh lộn nghe. Ủa, sao nó còn dùng thế? Da buộc sát vô luôn chơi. Ấy vô cuộn tỏi ơi. Giờ chắc mình tắt đèn, mình đóng cửa bên đây là mình chừa cửa sổ để mình ngủ cả nhà. Giờ cũng khuya, à, sáng mai mình thức sớm mình đi thăm lưới. Như là video cũng khá dài, hẹn cả nhà sáng mai ha. Chào cả nhà, hẹn sáng mai gặp lại cả nhà. Chào cả nhà, hẹn cả nhà. Giờ này chắc chưa ngủ liền đâu, ngồi tâm chào sự với Út. Chào mình ngủ trước. Rồi, rồi mình sẽ giúp một chút mới được. Vô đi anh ơi. Mình cũng hàng cả nhà video sao cả nhà xem cảm thấy thích góc làng quê của mình á, hãy bấm vào cái nút đăng ký cho mình một like và chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Thì góc làng quê của mình cảm ơn rất là nhiều luôn á. Giờ đèn nó cũng sắp hết pin rồi, lu xuống luôn á.